Chiều tối ngày 17 tháng 3 vừa qua, sân bay Hàn lại một lần nữa có dịp được chứng kiến màn đỏ sắc lung linh của dàn thần tượng toàn trai xinh gái đẹp của K-pop. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến là cuộc chiến nhan sắc giữa mỹ nhân thế hệ mới Jung Tae-yeon và cô út sang chảnh Seo-yeon của SNSD. Jung Tae-yeon là mỹ nhân nổi lên nhờ ngoại hình xinh đẹp dễ mến, ngay từ khi còn là thành viên của nhóm nhạc IOI. Cô nàng đã được đánh giá cao về nhan sắc, mang vẻ đẹp trong sáng cũng như nhân cách tốt. Tuy nhiên, khi xuất hiện bên cạnh đàn chị Seo-yeon SNSD, người đẹp có vẻ hơi lép vế một chút. Xét về thần thái và phong cách thời trang, Seo-yeon đã đánh bật được đàn em trong cuộc chiến nhan sắc này khi xuất hiện trong một bộ trang phục sang chảnh và sành điệu. Ngoài ra, tại sân bay cũng có sự xuất hiện của các chàng trai EXO điện trai. Dù chàng nào cũng khẩu trang kín mít, nhưng phong cách thời trang trẻ trung năng động của họ vẫn khiến người hâm mộ không khỏi suýt xoa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.